Xem tử vi năm 2023 cho nữ mạng tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Luận giải tử vi năm Quỷ Mão năm 2023 đối với Tân Dậu sinh năm 1981 nữ mạng Sát Thủy. Năm nay là một năm khá may mắn và cách lành. Trong năm, công việc làm ăn có sự mở mang, có nhiều cơ hội phát triển thêm, lại được quý nhân phù trợ giúp đỡ nên mọi việc thuận thành, suôn sẻ. Ngoài ra đây cũng là một năm tốt cho xuất hành, liên kết làm ăn thuận thành, việc làm ăn phát đạt, có tình vui đưa tới trong gia đạo. Tân Dậu, lòng tàn chi kê, tức gà trong lòng. Tuổi năm 2023, 43 tuổi. Sinh từ ngày 15 tháng 2 năm 1981 đến ngày 24 tháng 1 năm 1982. Ngũ hành bản mệnh thạch lụ mộc, tức cây lụ đá. Tổng quan tử vi tuổi Tân Dậu nữ mạng vào năm Quý Mão 2023. Luận về thiên can. Thiên can Tân Kim gặp năm Quý Thủy là bình hòa. Địa chi Dậu gặp địa chi Mão tương xung. Ngũ hành bản mệnh mạng mộc gặp năm kiên, khắc nhập xấu. Cung phi cùng cẩn thổ gặp năm tổn mộc. Sao chiếu mệnh năm 2023 sao Thái Dương. Hạn năm 2023 hạn địa võng. Hạn tuổi năm 2023 không phạm hạn kim lâu, hoàng ốc hay tam tai. Vận niên năm 2023 dương hồi ngàn. Tử trụ năm 2023 thiên khắc địa hao. Hưởng tốt xuất hành vào ngày mùng 1 Tết đối với tuổi Tân Dậu nữ mạng. Nơi xuất hành từ lúc 11 giờ đến 15 giờ trưa, đi về hướng Tây Bắc để nghênh tiếp hỷ thân. Màu hợp tuổi năm 2023 màu xanh. Tướng xương, tướng tinh, xương con gà, tướng tinh con chó. Xem tử vi tuổi Tân Dậu nữ mạng vào năm Quý Mão Sát Thủy, công việc làm ăn có sự mở mang thêm, có nhiều cơ hội để phát triển, tiền bạc, tài lộc hành thông, có sự liên kết mở mang trong các mối quan hệ làm ăn. Tuy nhiên, về phương diện tình cảm gia đạo trong năm 2023 lại không được tốt, vợ chồng xảy ra bất hòa tranh cãi. Bên cạnh đó, nếu năm nay có xuất hành đi xa thì cần chú ý sức khỏe kẻo bệnh tật, ốm đau lâu chữa khỏi. Xem tử vi năm Quý Mão đối với nữ mạng Tân Dậu sinh năm 1981, luận về sao chiếu mệnh. Sao Thái Dương tức Phước Tinh. Thái Dương rực nắng mặt trời, tháng 6 vận tới tuổi đời giàu sang, tháng 10 gia đạo rộn ràng, công danh trỗi lọi, ngập tràn ước mơ. Nữ mạng Tân Dậu sinh năm 1981 vào năm Quý Mão gặp sao Thái Dương chiếu mệnh thì có nhiều sự hân hoan. Năm nay bản mệnh được người thân, bạn bè giúp đỡ mà tiền bạc làm ăn gặp nhiều thuận lợi. Đối với nữ mạng đang mang thai mà gặp sao Thái Dương cũng rất tốt. Bản thân thì bình an, đứa trẻ khỏe mạnh. Tuy nhiên, sau này kỹ nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch, nữ mạng cần đặc biệt lưu ý đề phòng đau ốm hay tai ách. Luận về sao hạn. Hạn địa võng tức tiểu hạn. Địa võng nhiều nỗi buồn than, lời ăn tiếng nói xanh đon rầy ra. Địa võng hạn cũng không xong, như cả mắc lưỡi giữa dòng chẳng may. Năm 2023, nữ mạng sinh năm 1981 gặp hạn địa võng nên hạn chế đi chơi xa vào ngày tuất hoặc giờ tuất, trở về gặp nhiều chuyện muộn phiền. Ngoài ra, gặp hạn này nên chú ý trong giao tiếp, cẩn trọng họ hàng có tang sự, làm ăn gặp nhiều khó khăn, công việc thì thường hay bỏ dở. Luận về hạn tuổi năm 2023. Bước sang năm Quý Mão, nữ mạng Tân Dậu không phạm phải các hạn như kim lâu, hoàng ốc hay tam tai. Vận niên năm 2023, dương hồi ngàn, tức dê về sủi tốt. Vận niên này, các mối quan hệ xã giao xuất hành thuận lợi, ra ngoài kết giao thêm nhiều bạn bè tốt, mở rộng mối quan hệ làm ăn. Ngoài ra, việc làm ăn kinh doanh buôn bản cũng có nhiều biến chuyện, gặp dịp phát tài. Tình cảm gia đạo thuận hòa, có tin vui về thêm người thêm của. Tuy nhiên, nữ mạng sinh năm 1981 cũng nên biết kiềm chế, khiêm tốn thì mọi việc mới bền, sự nghiệp mới vững chắc. Bên cạnh đó, cần lưu ý khi tham gia giao thông trên đường, quản lý tài sản, tiền bạc cẩn thận, đề phòng trộm cắp. Luận về tử trụ, thiên khắc địa hao. Một năm mà công việc làm ăn gặp nhiều bất lợi, có nhiều chuyện muộn phiền đưa tới. Tài chính cũng vì vậy mà có phần giảm sút, tiền bạc làm ra không mấy dư giả. Luận giải lá số tử vi đối với nữ mạng Tân Dậu vào năm Quý Mão 2023 như sau. Tài cung chiếu mệnh có các sao: Hỷ Thân, Hoa Cái, Long Trì, Phượng Cát, Quan Phụ, Quan Đới. Bộ sau này may mắn, trở về công việc làm ăn trong năm khá tốt, bản mệnh có tin vui về nơi ăn trốn ở. Ngoài ra, chuyện tình cảm gia đạo cũng thuận hòa, có nhiều tin vui đưa tới. Tài cung xung chiếu có các sao: Lực Sĩ, Kinh Dương, Quả Tú, Điểu Khách, Triệt, Mộ. Bộ sau này trở về xuất hành xa không may mắn hay thuận thành, sức khỏe thì yếu kém, có nhiều chuyện muộn phiền đưa tới. Ngoài ra, làm ăn cũng không được may mắn. Tài cung tam hợp có các sao: Thiên Khôi, Thai, Thái Tuế, Tiểu Hào, Thiên Khốc, Đà La, Bạch Hổ, Quan Phù, Bệnh. Bộ sau này công việc làm ăn có sự định hướng mới, có thể thay đổi công việc làm hoặc chuyển sang hướng một ngành nghề khác. Bởi vậy, trong năm mới sẽ có khá nhiều vất vả cho công việc của quý nữ. Ngoài ra, tuổi Tân Dậu nữ mạng, tiền bạc cũng có sự chi tiêu hao tán nhiều vào sức khỏe, thường ngày đau ốm bệnh tật, đặc biệt là các bệnh liên quan tới máu huyết, xương khớp không được tốt. Tài cung nhị hợp cả các sao: Thiên Hỷ, Thiếu Âm, Phi Liêm, Mộc Dục. Bộ sau này trở về trong nhà có chuyện vui mai đưa tới, có thể là có thêm thành viên mới trong gia đình. Ngoài ra, trong năm nay được quý nhân phù trợ giúp đỡ nên mọi việc đều tương đối thuận thành, hành thông. Kết luận, qua luận giải lá số tử vi của nữ mạng Tân Dậu xét thấy, năm Quý Mão là một năm khá tốt đối với quý nữ tuổi Tân Dậu. Công việc làm ăn có nhiều cơ hội phát triển, mọi việc suôn sẻ, hành thông, có tài lộc đưa tới. Tuy nhiên, về phương diện tình cảm lại không được tốt cho lắm. Trong nhà gặp bất hòa, dễ nảy sinh những mâu thuẫn, lại thêm trong năm có chuyện buồn đưa tới. Đổi lại, phương diện sức hành lại được may mắn, kết giao được nhiều bạn bè tốt, giúp đỡ cho công việc làm ăn. Xem tử vi năm 2023 cho quý nữ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 qua từng phương diện của cuộc sống. Luận về phương diện tài chính, phương diện này được nhận xét là khá may mắn, nhưng trong năm lại khá tốn kém. Chuyện tiền bạc có sự đầu tư kinh doanh làm ăn, tuy nhiên lại có sự sinh sôi nảy nở, làm một lại mười, làm thêm được giúp cho người thân, bạn bè. Về mặt tài chính mà tiền bạc tương đối suôn sẻ. Luận về phương diện sự nghiệp, xét thấy trong năm Quý Mão, phương diện sự nghiệp của người tuổi Tân Dậu tương đối tốt, có nhiều dấu hiệu tích cực. Theo đó, trong năm công việc làm ăn thăng tiến, mưu cầu công danh suôn sẻ. Ngoài ra, đối với người làm ăn buôn bản thì có sự mở mang thêm, kết giao với nhiều đối tác, ký kết nhiều hợp đồng làm ăn. Luận về phương diện tình cảm gia đạo, riêng về phương diện tình cảm gia đạo trong năm nay lại không được tốt đối với quý nữ Tân Dậu. Tình cảm năm nay không được thuận thành, vợ chồng bất hòa, nảy sinh những mâu thuẫn cãi vã, lại thêm có chuyện muộn phiền đưa tới trong năm, có thể là người già đau ốm hoặc có tang sự. Luận về phương diện sức khỏe, sức khỏe của quý nữ tuổi Tân Dậu trong năm 2023 không được tốt, sức khỏe đau ốm, bệnh tật thì phải mất nhiều thời gian mới chữa khỏi. Đặc biệt cần lưu ý tới các bệnh liên quan đến máu huyết, đi lại xe cộ cần phải cẩn trọng, đề phòng tai nạn hay có chuyện không may xảy đến. Luận về phương diện ngoại giao xuất hành, phương diện ngoại giao đối với nữ mạng Tân Dậu thì khá tốt, ra ngoài kết giao với nhiều bạn bè, thuận lợi cho việc phát triển công việc làm ăn. Tuy nhiên, xuất hành lưu xa cần phải lưu ý đến sức khỏe, đặc biệt chú ý lời ăn tiếng nói cẩn trọng, cần đề phòng gặp hạn thị phi. Xem tử vi năm 2023 đối với quý nữ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 qua 12 tháng trong năm. Tháng 1 âm lịch. Trong tháng đầu tiên của năm Quý Mão, người tuổi Tân Dậu có sự chi tiêu tiền bạc nhiều vào đầu tư công việc làm ăn. Ngoài ra, trong tháng này cần chú trọng trong giao tiếp, đề phòng gặp phải hạn thị phi đưa tới. Tháng 2 âm lịch. Bước sang tháng 2, vận số của quý nữ có phần cát lành hơn so với tháng 1 âm lịch. Công việc làm ăn có nhiều thay đổi tích cực, gặp được quý nhân hỗ trợ, tương trợ giúp đỡ trong mọi việc nên có thể hành thông và thuận thành. Tháng 3 âm lịch. Bước sang tháng 3, sức khỏe của quý nữ lại không được tốt, thường hay bị đau ốm, bệnh tật thì lâu chữa khỏi được. Ngoài ra, di chuyển đi lại cần phải chú ý cẩn thận, đề phòng tai nạn có thể xảy đến. Tháng 4 âm lịch. Tháng này có lộc về tiền bạc đưa tới. Tuy nhiên, chuyện tình cảm gia đình lại không được thuận lợi, gia đạo thiếu đi hòa khí tình cảm, vì vậy mà cũng sức mẻ. Tháng 5 âm lịch. Tháng này không mấy vui vẻ đối với quý nữ. Trong tháng này tình cảm gia đạo gặp nhiều chuyện buồn đưa tới. Ngoài ra công việc làm ăn gặp nhiều bất lợi khó khăn. Tháng 6 âm lịch. Tháng 6 có phần khởi sắc hơn so với tháng trước. Công việc có sự mở mang và phát triển thêm. Xuất hành đi xa gặp nhiều chuyện vui may các loại. Tháng 7 âm lịch, một tháng khá tốn kém đối với quý nữ tuổi Tân Dậu, tiền bạc có sự chi tiêu, hao tán nhiều cho công việc làm ăn. Ngoài ra tháng này có chuyện buồn đưa tới. Tháng 8 âm lịch, tháng này công việc làm ăn không được tốt, gặp nhiều khó khăn bất lợi. Ngoài ra không nên có sự thay đổi trong công việc làm ăn vì chủ về gặp những điều không thuận lợi. Tháng 9 âm lịch, tháng này xuất hành đi xa không được suôn sẻ, gặp nhiều chuyện cản trở. Ngoài ra cần phải chú ý trong nhà có chuyện buồn đưa tới. Tháng 10 âm lịch, tháng này khá may mắn, cát lành đối với quý nữ tuổi Tân Dậu, gia đạo có tin vui đưa tới, lại thêm công việc tốt lành, phát triển theo chiều hướng tích cực. Tháng 11 âm lịch. Trong tháng 11, việc xuất hành đi xa cần phải lưu ý tới cửa quan pháp lý. Ngoài ra đây cũng là tháng mà người tuổi này có thể sửa sang lại mộ phần của ông bà tổ tiên. Tháng 12 âm lịch, tháng cuối cùng của năm Quý Mão, vận số của quý nữ tuổi Tân Dậu không có nhiều biến động, tiến hành công việc và phương diện tiền bạc cũng ở mức bình thường, không có gì nổi bật.